Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Lead and Earn, ơn chia tổng kỳ tưởng là 100 tóc cần son các bạn. Thì chương trình này gấp này diễn ra từ ngày 29 tháng 7 và kết thúc vào 8 tháng 10 đến từ sàn Bitmart. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần phải đăng ký một tài khoản trên sàn Bitmart và đăng ký và KC, và các bạn chơi một lệnh giao dịch qua đồng son của USDT các bạn. Thì mình qua mình chơi các bạn, thì các bạn mở cái sàn Bitmart của tất cả các bạn ra nè các bạn. Rồi đối với những bạn nào mình chưa có đồng son thì bạn nhấp vào một ví nè, các bạn tìm cái chữ một hôm chứ một tài sản chứ, các bạn bấm vào một nạp nè, các bạn nạp vào của khoảng 10 USDT vào đây các bạn, USDT nè. Các bạn nạp 10 USDT vào cái địa chỉ này nha các bạn. Sau khi các bạn nạp lên sàn xong thì các bạn trên cái ví các bạn sẽ có được 10 USDT trên ví nè, trên tài sản USDT nè. Rồi các bạn bấm vào một hôm nè, các bạn gõ từ khóa son đồng son đi. Rồi các bạn nhấp vào các bạn, đồng son này 33 đô cho một tục căn hết chứ. Rồi thì các bạn có USDT thì các bạn mua vào cái đồng son này. Các bạn nạp vào có khoảng 10 đô thôi các bạn. Rồi các bạn mua nha các bạn. Mua 29 đô. Chậm nè. Sau khi mà mua đồng son vào thì mình, các bạn chờ mình giao dịch chút các bạn. Rồi sau khi các bạn mua đồng son này vào xong thì các bạn bấm là nó hiện qua bên tài khoản các bạn là có cái đồng son nha các bạn. Rồi các bạn bán ra cái đồng son ra USDT lại nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn click vào cái link form của mình nè các bạn. Bằng click cho bằng link thứ hai, mở link form các bạn. Rồi các bạn điền dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký. Cái địa chỉ email là trùng cái địa chỉ email các bạn đăng ký trên sàn Bitmart các bạn. Sau đó thì đáp án mình có để phần link mô tả cho các bạn đấy. Các bạn nhấp vào phần đáp án. Câu số 1 là BHO. BOH nè các bạn. BOH nè. Câu số 2 là Riniva. Rồi các bạn copy câu số 2 các bạn, các bạn dán vào link form này nè. Rồi các bạn trả lời tiếp câu số 3 là gì ta? Asset of Valley. Tiếng Anh này mình cũng không biết nè. Rồi câu này nè các bạn, có 4 nè. Chữ biết chữ không tiếng Anh các bạn. 50.751.000. Câu A nè. Câu số 5 là A up the book nè. Tiếp tục câu số 6 nè. Rồi câu số 6 A up. A up the book nè. Câu số 7 là cái đồng son chay qua đâu rồi? Đồng son chay qua USDT nè. Câu số 8 là 0.245. 0.01 nè. Sunny Sun. Câu số 9 là Help Spray Network and Request. And Rewish Help Supply the Network. Rồi câu này là câu A các bạn. Câu số 10 là Inchi 2021. Engineer 2021. Câu 11 là chi. Câu 12 là support market. Rồi các bạn lưu ý các bạn, sau khi các bạn mua đồng son này vào thì các bạn bán ra đồng son này ra USDT lại đang chưa có một lệnh giao dịch nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở link form và bấm gỡ nó xong rồi. Mình đang chờ xác nhận, chờ khớp định các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia
100 đồng son để em kết thúc người bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nhé.